Xin chào toàn thể các bác, mến chào các anh chị, các anh em nhé. Kênh em lên sóng một ít loa bái xịn của Mỹ chuyên về hát karaoke, gồm những cặp loa bass 20, 30 và 40 của loa Boss và JBL. Như ở bên tay trái em đây là một cặp loa JBL bass 30, đó bên trên là chấp kèn nha anh em. Nó hàng này hàng tương đối là khá đẹp và khá là zin, và còn để đổi cả e căng rồi tem cờ các loại nha. Đó, e căng của loa là JBL 112M này. Đó, đây là e căng của loa, rồi có ở dưới là một cái tem loa chữ JBL. Rồi mặt trên đây là model nha. Về công suất này là 500W cho một loa chạy kháng là 8 ohm. Phía dưới là mắt in đuốt A, đường vô và jack 6 ly hoặc là jack Canon nha anh em. Đó, model là JBL ZX112M. Đó, dòng xịn đến từ Mỹ nha. Có một cái logo tay cầm của ZX100 này. Là mặt sau đây là anh em. Mặt sau là còn tương đối khá đẹp nha. Đối với dòng loa này mình hát karaoke là tiếng rất là hay, tiếng rất là bay nha anh em. Kết hợp thêm một con súp điện bass 25 hoặc là 30 nữa là quán ok rồi. Nó súp điện 25-30 nha. Này, phía trên là một là họng chấp kèn có một cái logo của JBL nằm ở bên phía tay trái. Rồi mặt dưới bass này, bass là nó có những cái đốm hơi dơ. Bác nào mua em sẽ lo chùi sau nha. Nó đốm là nó đốm mốc đấy anh em. Đốm mốc vô trong để trong kho lo ngày đấy. Rồi bên đây cũng vậy nè. Bên đây là một cái màng bass rất là đẹp, đẹp hơn một chút. Đó, màng bass là bass bằng giấy, gân vải lụa nha. Bên trong là USA hết, là mắt in USA Mexico hết nha anh em. Nó bao sống và bao xịn cũng như là bao đúng đồ Mỹ cho anh em luôn. Đó, bass 30 và chấp kèn bên trên. Cặp này bên em bán với giá là 12 triệu đồng cho một đôi. Đó, 12 triệu đồng một đôi nha anh em. Đó, trong thời điểm này em sẽ bao ship luôn, bao ship toàn quốc cho anh em đôi này là 12 triệu đồng bao ship toàn quốc nha. Rồi e căng đây. E căng còn đầy đủ cũng như là còn đầy đủ cả tem cờ luôn. Này, hai chiếc này. Đó. Hai chiếc e căng nha, đổi tem cờ luôn nha anh em. Đó, 12 triệu đồng bao ship toàn quốc cho anh em. Đôi loa JBL 112M này. Còn nó qua bên đây nữa là em đang có một đôi loa của Anh Quốc này. Đôi loa này cũng là dòng loa full xịn luôn nha, hiệu ôm đây. Đó, có một chiếc ôm in chìm trên e căng của loa. Về e căng của loa là bên trong là lưới sắt và được phủ thêm một lớp mút nữa nha anh em. Đó, chiếc ôm này đến từ Anh Quốc luôn. Đó, em đã chụp rụt gan của loa này qua rồi. Đó, bên trong là một bass 30 và bên trên là một loa chấp kèn nha. Bác nào mua em sẽ gửi hình qua bên Zalo cho anh em xem cái rụt gan của bên trong này. Bởi vì những chiếc e căng này họ làm rất là cứng. Này, nếu như mà mình tháo ra mà không khéo là nó sẽ bị lủng lưới. Đó, nó sẽ bị lủng lưới và nó rách lưới nha. Đâm ra mình cũng cẩn thận là em cũng sẽ chụp lại rồi, sẽ chụp lại chiếc loa bass để rụt gan bên trong, rồi loa chép bên trong rồi nha, và cả phân tầng nữa. Đó, các anh chị nào quan tâm có thể lên Zalo em sẽ gửi hình qua bên đây, qua bên Zalo cho anh chị xem rụt gan nha. Hàng này hàng bao sống và bao xịn luôn. Rồi mặt trên đây là nó có những cái lỗ này, lỗ ốc để bên kia họ bắt tường anh em. Họ bắt tường, họ treo tường đấy, để khi họ tháo ra là nó sẽ có những cái lỗ ốc này nha. Nếu này là không phải là do xấu hay là do vận chuyển đâu. Rồi, hàng này bao zin bao sống nha anh em. Rồi đằng sau là những cái chất liệu bằng gỗ sần này, sơn sần. Đó. Rồi vào một tên mặt sau của loa đây. Đây là hiệu ôm nha. Model là LX2 Power Line. Này, Power Line là trung bình đầu vào là 200W anh em nha, và maximum là 350W, chạy kháng là 8 ohm. Hàng này sản xuất tại bên Majain Ohm UK này. Đó. Đó, hàng này hàng ôm của UK nha anh em, đến từ Anh Quốc này, em lan xịn này. Rồi có số của bên nước ngoài nữa, nó có số hết hotline của bên nước ngoài này anh em. Đó, đồ này đồ xịn nha, bao xịn bao nỏ cho anh em luôn. Hiệu ôm LX2 là model của loa. Đó, bass 30, công suất cực đại là 350W và trung bình đầu vào là 100 đến 200W cho một loa nha, trở kháng là 8 ohm. Đó, dòng mà xịn mắt in ôm UK yên lần. Nó dòng mà dòng Anh Quốc xịn nha anh em. Ở phía bên hông này, bên hông cũng có một cái tay cầm nó có chữ ôm in chìm trên cái tay cầm luôn, rất là chuyên nghiệp và xịn sò. Đó, mặt sau là có những cái lỗ ốc nha, do bên kia họ treo tường nên anh em là khi mà tháo ra là nó sẽ có những cái lỗ ốc như thế này, nhưng mà không sao nha, nó không ảnh hưởng đến chất âm loa. Đó, nó chỉ là hơi nhìn hơi vô duyên một chút thôi, còn là loa bass bên trong và loa chép là bao zin bao xịn tuyệt đối 100% nha. Rồi, và như cặp này em bán cho anh em là 10.200.000 đồng. Đó, 10.200.000 đồng là em sẽ bao ship toàn quốc cho anh em luôn nha. Đó, bên trong là loa bass, loa chép là cực kỳ mới luôn, cực kỳ đẹp bên trong. Bởi vì nó bên ngoài nó có một cái tấm lưới mút chắn bụi rồi, nên mình cứ yên tâm về mình xài cái độ mới của nó nha. Rồi, em bán là 10.200.000 đồng bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Đó.
Rồi một đôi bác 40 của JBL tiếp này. Đây là dòng loa TR105. Đây mà nó có một cái tem TR này, còn nguyên si luôn. Rồi chiếc e-can kia em đã tháo ra rồi. E-can kia cũng còn đầy đủ cả tem nha anh em. Này, hai lỗ thông hơi. Đó. Bên trong là bông tiêu âm, rồi phía dưới là một con bát 40. Đó, bát này bát zin nha anh em, màng giấy căn vải lụa, côn 63 từ 170. Rồi bên trên là loa chấp kèn này. Loa chấp kèn này giống như là nó xài chung cho các đời 115, 125 hay hoặc là GX112 cũng vậy, y chang một con chép nha, là 2412. Đó, bên trong là loa chấp kèn này, một cái tem logo của JBL nằm bên trên. Rồi phía dưới là loa 340. Đó, anh em mua cặp này về đánh cũng tương đối là khá hay và bát cũng tương đối là mềm rồi. Đó, dòng bát mềm lắm. Và mặt sau là được vắt chéo này. Đó. Mặt sau là đít nhọn nha anh em, đít nhọn vắt chéo đây. Đó. Cũng còn đẹp lắm, đẹp tuyệt vời rồi. Đẹp, em sẽ bao cặp này cho anh em là trên 90% nó lên là nó sẽ đẹp nữa nha. Đẹp. Nếu như mà ở ngoài mình xem là nó sẽ đẹp hơn trong clip nữa. Đó, cái thùng là thùng vắt chéo này anh em. Thùng là thùng đít nhọn này. Đó, hai bên nó nhọn vô đằng sau nha. Rồi mặt sau của loa đây. Mặt sau của loa là model JBL TR105 trở kháng là 8 ohm. Hàng này hàng sản xuất tại bên nước Anh Quốc nha anh em. Này, Made in UK, đây là một xin của Anh Quốc nha. Đồ vô bài giác 6 ly. Đó, California USA này. Nó giống như là hàng hàng của Mỹ mà ráp tại bên nước Anh vậy. Đây này. Đó, anh em thấy không? Toàn là đồ xịn nha. Made in UK hoặc là Made in USA nó cũng là một thứ một nha anh em, bởi vì dòng JBL TR105 hay hoặc là 115 nó sản xuất ở đâu thì nó cũng như là một chất âm thôi, nó không có hay hơn hay là có cái nào dở hơn đâu, bởi vì nó cùng một model, là model chung một model là đều chung một chất âm hết nha anh em. Rồi thùng là thùng bằng da này, còn tương đối là khá mới, khá đẹp. Ở trên này cũng vậy, cũng là TR105 Made in UK nha, là dòng xịn của Anh Quốc. Rồi đẹp cả luôn, mặt sau đẹp cả nha anh em, cái căng cũng còn đẹp nữa. Đây, như cặp này em bán 15 triệu đồng bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Đó, một chiếc căng kia em đã tháo ra chung với lại đống kia rồi, bắt là mua em xé gắn vô lại nha, và còn cả tem cờ đầy đủ nha, hai bên căng còn cả tem màu xanh luôn, còn cả cái tem này luôn nha anh em, này còn cả tem này luôn. Đó, giá là 15 triệu đồng bao ship toàn quốc cho anh em. Đó, hàng này bao zin bao sống bao xịn cho anh em xài. Đó, anh em cứ việc mua về hát thoải mái nha. Đó, hàng em bao sống mà chứ không có bán chết anh em ạ. Đó, anh em cứ yên tâm về cái này nha. Rồi bên trên đây em đang có 3 đô loa Bose này. Thứ nhất là đô loa Bose 301 series trơn. Đô này là gồm một bát 20, một loa chép cùng với lại một thanh controller để điều hướng cái âm thanh loa chép này anh em. Đó, mắc in USA nha. Dòng xịn của USA và đời đầu. Đó, mình thấy loa còn tương đối là khá đẹp nha anh em. Từ loa bát này rồi loa chép. Đó, nhìn còn rất là mới, mặc dù là loa cũng đã cả 20-30 năm rồi, nhưng mà nhìn cũng tương đối là còn ok nha anh em. Bỏ thùng nữa. Rồi mặt sau này, đó, mặt sau em sẽ soi luôn nha anh em. Đó, mặt sau tem của loa đây, nhìn cái cặp loa là đủ biết là cổ kính rồi. Đó, Made in Israel này, hàng này cũng đến từ Anh Quốc nha anh em, đồ Mỹ sản xuất tại bên Anh Quốc này. Đó, dòng này có hai đời, đời bên Israel và đời bên USA nha. Xem cái cặp loa là rất là cổ kính rồi. Còn một cái tem loa Bose này, 301 Music Monitor là một dòng loa Bose đời đầu, có nghĩa là CD1 hoặc là CD trơn cũng được nha anh em, trở kháng là 8 ohm. Đó, rồi các góc cạnh, rồi những chiếc e-can cũng còn đẹp, còn đầy đủ hết. Nó không có hư hay là không có bị cháy hay là không có bị mất zin cái gì hết trơn nha anh em. Chỉ có gân loa này bên em thay thôi. Gân loa này là gân loa thay gân xịn vô. Đó, bởi vì những cái cặp như thế này là cái gân zin nó sẽ không bao giờ còn, mặc dù có còn nữa thì đánh cũng không hay, và đánh được thời gian một vài đầu, một vài tuần đầu nó sẽ bung hết trơn luôn nha anh em, nên bên em phải thay cái gân mới vô để xài cho được lâu dài hơn. Đó, và như cặp Bose có 301 CD trơn này bên em bán với giá là 5 triệu đồng cho một đôi. Rồi, giá là 5 triệu đồng cho một đôi nha anh em, 301 CD trơn. Còn 301 CD2 này, dòng Music Monitor nó là ăn của hàng này, có nghĩa là hai thằng này là anh em với nhau nha, thằng CD trơn hay còn gọi là CD1, còn bên đây là 301 CD2, nó là 12 nha anh em. Còn loa bass là đẹp tuyệt vời luôn. Đó, mình xem loa bass này, bass màu xanh đẹp tuyệt vời, đẹp nha anh em. Rồi gân zin luôn, bên đây là hai cái loa chép này được bọc từ, và nó có cái râu của loa nữa. Đó, Music Monitor này bên đây cũng vậy. Đó, loa chép bọc từ nha. Rồi Music Monitor cặp này đẹp quá, e căng cũng còn đẹp luôn, e căng của hai loa còn đẹp nha anh em. Rồi mặt sau đây. Đó, mặt sau của loa này.
Đây là tem chữ nhỏ nha, 301 Muxit Monitor Series 2. Đó, dòng này cũng là trợ kháng 8 ohm, sản xuất tại bên Made in Canada nha anh em. Đó, Canada hay là USA, anh em nghe chất âm nó là một thứ một, không có gì thay đổi hết trơn nha anh em. Nó chỉ là khác nơi sản xuất thôi, một loại là Mexico hoặc là USA và một loại là sản xuất tại bên Canada. Đó, hai dòng này đều như một nha anh em, đều là một chung một model là 301 Series 2 Monitor. Đó, những cái cặp này là thùng vắt còn đẹp. Này, thùng vắt còn đẹp nha anh em, không có bị sức xẹo hay bể nở gì hết. Đó, như cặp loa. Cặp loa này em bán với giá là 6 triệu rưỡi cho một đôi. Đó, giá là rất là tốt cho thời điểm này. Rồi những chiếc e căng này. Còn cả loa bốt này, đó, e căng đây, còn cả chữ loa bốt đó nha anh em. Đó, còn mới và còn không bị rách nữa. Rồi giá là 6 triệu 500 ngàn đồng cho một đôi loa bốt 301 CD2 màu màu xanh nha, đẹp quá đẹp luôn anh em này. Đó, rất là đẹp. Và cuối cùng nữa là đôi loa bốt. Đây, đây là dòng 6.2. Em sẽ soi mẫu đen đây. Đó, soi mẫu đen trước nha. Bốt 6.2. Đó, sản xuất tại bên USA. Phía dưới cũng vậy. Này, đó. Phía dưới cũng vậy. Bên đây là mặt sau đẹp này. Bên hông này đẹp này. Còn bên hông này là hơi xấu. Này, hơi xấu nha anh em. Có nghĩa nó hơi bung cái lớp da ra. Này. Đó, hơi bung ra một chút. Em bán giá là 6 triệu rưỡi cho anh em về dán lại chỗ này nha. Nó mà lấy keo con chó hay là lấy cái chất keo dính gì đó mình dán lại. Hay là như cái keo sắt mình rọi từ từ. Mình dán lại chỗ bung này nha. Giá là 6 triệu rưỡi. Còn nếu như mà nó không bung như thế này, nó không xấu như thế này, giá tiền nó là tầm khoảng là toàn là 7 triệu rưỡi 8 triệu đổ lên nha anh em. Đó, giá tiền nó cũng đắt lắm. Rồi đây là gân loa. Gân loa này em đã thay gân mới vô rồi, bởi vì gân loa zin của loa đã bị mục nha anh em. Rồi em đã thay gân khác vô rồi. Còn về phần loa chép này, rồi loa bát bên trong là zin 100%, chưa thay thế nha anh em. Này loa chép này anh em thấy nó rất là đẹp, giống như là chép của 301 Series 2 hay là 301 hay là gọi là 601 cũng vậy, y chang chép nha anh em. 601 và 301 đều xài chung một con loa chép này. Rồi lốt ông hơi nằm ở phía bên hông này. Đó, chữ loa bốt đây. Đó, dòng này dòng bốt 6.2. Đó, 6 chỉ 6 mỗi cặp này thôi. Này. 6 mỗi cặp bên đây thôi nha anh em. Chiếc này cũng vậy, hai chiếc 6 như nhau. Em bán cặp này là giá 6 triệu rưỡi nha anh em. Đây căng loa đây này, căng loa còn đẹp cả, không bị gãy hay là không bị nắp gì hết. Còn đẹp cả cái căng nha. Đó, cặp 6.2 là giá 6 triệu rưỡi, nó sẽ giá bằng với lại cặp 301 CD2 này. Đó, nhưng mà đợi nó đời 6.2 nha, đợi nó đời khác luôn. Rồi, và em vừa lên sóng một số đồ loa bát hàng của Mỹ Xịn, bát 20, bát 30, bát 40. Đây dòng chuyên hát karaoke nha. Các bác các anh chị quan tâm, xin vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc. Và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.